Chào mừng các bạn đã quay lại với channel Tới Lượt Tui và mình là Jay. Thì đã rất lâu rồi là mình không có xuất hiện nhiều trên channel. Thì chắc là nhiều bạn băn khoăn là mình đi đâu đúng không? Thì dạo gần đây thì mình cũng có làm một số công việc khác ấy, cho nên là không có nhiều thời gian để mà làm video cùng với Vũ như mọi khi. Nhưng mà yên tâm, thì lần này mình đã quay lại với một kịch bản rất là chất lượng. Đó là về một cái tựa game sắp ra mắt, hoặc là bây giờ hình như đã cho pre-order trên một số web như là My Miniature Market hoặc là Boardlandia các thứ. Thì đó là một cái tựa game mình mới được nhận cách đây một tuần, và là một bản chơi sớm do một người anh rất là thân thiết, đấy là anh Lê Duy Anh có gửi. Thì nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là tựa game này. Đây, Great Western Trail bản New Zealand. Thì đây là cái bản thứ 3 và chắc là cái bản kết thúc của cái trilogy mà về Great Western Trail, về cái đường đua chăn bò nổi tiếng của chúng ta. Và trong cái tựa game lần này thì mình sẽ unbox, mình sẽ nói sơ qua về một số cái chi tiết thay đổi trong cái tựa game lần này. Và tất nhiên thì lần này chúng ta không đi chăn bò nữa các bạn, chúng ta đi chăn cừu. Ok, hãy bắt đầu unbox thôi. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành unbox cái hộp game này. Ok, như các bạn có thể thấy là game này nó mang theo rất là nhiều những cái nâng cấp từ các phiên bản trước. Cho nên là mình có thể thấy là so với những cái lần trước ấy, thì Argentina này hay là bản Second Edition thì game lần này, bản này khá là nặng. Lần này cũng đâu đấy 3 cân. Thì chắc là nó cũng có khá là nhiều content. Và mình cũng đoán là sẽ phải làm những cái organizer thứ này kia để đi cùng với cái phiên bản lần này. Bởi vì với một cái lượng content mà đồ sộ như vậy thì chắc chắn là cái hộp game nó không thể nào nó đính cho nó vừa được. Thì đấy, thường các bạn thấy là mình hay cắt cái lớp màng theo kiểu này, cắt cái lớp màng theo kiểu này, cái lớp bọc theo kiểu này, thì chúng ta sẽ dễ dàng có được cái phần trên này, nó đẹp. Trước khi để chúng ta bọc hộp game cách chuẩn chỉ hơn. Ok, thì vẫn như mọi khi, Plan B luôn luôn là có cái catalog giới thiệu sản phẩm này. Cái này mình sẽ bỏ sang bên. Đây, có luật game. Cuốn này thì mình có đọc qua rồi. Nói chung là vẫn như mọi khi, Plan B làm khá là tốt trong cái việc mà trình bày cái cuốn luật này. Thì vẫn như mọi khi, đây chắc khoảng đâu đấy 20 trang nói về component, giới thiệu component, cách setup game, setup cho từng người chơi, mục đích chính của game và gameplay theo các phase nào, ABC. Đó, thì rất là rõ ràng. Đấy, thì cái cuốn luật này thì họ làm vẫn tốt như mọi khi thôi. Giới thiệu các hành động này, rồi là đây giới thiệu về cái mục đích của trò chơi cũng như là các cái hành động phụ, như kiểu là đây là vẫn như mọi khi thì lần này chúng ta sẽ có là gain and exchange token, nhưng mà cái token này lần này nó sẽ dùng để vào những mục đích khác. Thì hai cái token này mình có thể, nếu mà mình bỏ đi hai token thay đổi này thì không chỉ gọi là mình đổi bài được đấy, mà lần này nó có một chức năng mới, đó là chúng ta sẽ bỏ đi được một lá một, hủy bài ấy. Cái này mình có nói rất là rõ trong cái video Great Western Trail Second Edition rồi. Và hai nữa là được một cái tài nguyên mới, đây là vàng. Đó, thì đây là một số các cái hành động mới, cái này tính điểm, và đúng 20 trang là kết thúc. Thì để xem bên trong này chúng ta có những cái gì mới nào. Đây, cuốn phụ lục này thì 100% là chỉ có nói về các cái building thôi. Cuốn này hơi gấp nha, chắc là họ gấp vội. Đây vẫn là như mọi khi, building A và building B. Thì lần này mình thấy một cái hình con chim này ở đây. Thì con chim này hình như chính là cái khám phá, ý là cái track mới, cái track khám phá của cái khu vực New Zealand này, thì khu vực New Zealand này nếu mà chúng ta càng khám phá nhiều thì có thể là game sẽ càng cho chúng ta nhiều cái bonus hơn mà bình thường khi chơi Great Western Trail hoặc là bản Argentina không mang lại được. Và đây chúng ta sẽ có một cái dấu X này và một cái chữ B này, thì để xem xíu nữa là cái chữ X và chữ B này nó có cái ý nghĩa là gì. Đó. Ok, như các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có rất là nhiều các cái bonus cards này. Đây là những cái lá bài bổ sung, những cái lá bài như kiểu cái phè, cái phà, cái ferry này, một con chắc là con gì nhỉ, mình quên mất rồi, cái con chim quên mất rồi. Và đây là một cái catalog, cái bảng chơi setup cho phần chơi solo. A Woman of Great Character. Lần này cái đối thủ của chúng ta không phải là không phải là đàn ông nữa mà là phụ nữ. Ok. Rồi, cái board thì lần này nói chung là tiếp nối cái truyền thống từ bản tiếp nối truyền thống từ cái bản Argentina, thì như các bạn có thể thấy đây là board bây giờ làm hoàn toàn neoprene luôn và rất là đẹp. Nhưng mà cái mà mình có thể cảm đây là hai cái bảng luôn. Thì cái mà mình biết được là đây, ok, đây là một cái bảng mà chuyên dành cho cái delivery, nhưng mà kiểu gọi là đây, thay vì chúng ta sẽ có thay vì có cái bảng tàu chạy như mọi khi thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển bằng thuyền. Thì cái thuyền này ấy, nó có chức năng chính đấy là đặt các cái trung tâm đây, những cái trung tâm mà kiểu để giao thương của chúng ta, và một phần nữa đấy là chúng ta có thể buôn bán lông cừu, xén lông cừu rồi mang đến bán ở một số vị trí này để đổi lại điểm, cũng như là cái tiền bạc các thứ này kia. Rồi, thậm chí là ở một số cái trạm này chúng ta có thể đặt bốt giao thương của mình, đây cũng được. Thì cái cách chơi của cái phần này ấy, nó là một cái sự pha trộn giữa cái cơ chế mà di chuyển bằng tàu cũ và cái phần mình nhớ là cái phần này là nó có xuất hiện ở trong cái bản mở rộng của Great Western Trail Second Edition. Đấy là cái bản Rail to the North. Bản đấy nó cũng mở rộng y chang này, nhưng mà thay vì là thuyền thì là nó là cái tàu phổ thông thôi. Nhưng mà chúng ta cũng đặt được các cái chốt giao thương ở các cái điểm phía Bắc. Đó, thì cái này mình sẽ nói cụ thể sau. Nhưng mà các bạn trước mắt cứ coi cái này cũng giống như là cái cơ chế tàu thuyền, cái cơ chế chạy tàu cũ của cái bản Second Edition này là tốt nhất. Ok, và tiếp theo là gì? Đây là cái board rất đẹp, rất là tươi sáng của cái phần này. Đây, ok. Rồi bảng này thì mình tất nhiên là cái cách chơi ấy, thì chúng ta khi setup thì cũng sẽ mang lên như thế này. Đây là cái cách chúng ta setup. Tuy nhiên thì mình đã nói sơ qua về cái phần này rồi. Đây thì cái board rất là đẹp, nhìn trông khá là giống mấy cái game tươi sáng kiểu Yamatai cái thứ gì kia. Ok. Đây, một cái board di chuyển đơn giản của tất cả các bản Great Western Trail. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là bây giờ ấy, cái mà đặt cái endgame marker ấy, nó không phải là nó dành ở cái job market nữa. Như kiểu ở đây ấy, thì bây giờ game ấy nó sẽ đẩy mạnh là ví dụ như là bạn bốc được ra khi mà có một người đi về ấy, thì chúng ta vẫn sẽ bốc như bình thường, bốc job này, fill job market này, rồi là fill cái mang thêm những cái đặt thêm ra những cái token bonus ở đây. Nhưng mà tuy nhiên ấy là cũng xếp theo số người, giống như kiểu trước đây chúng ta xếp ở trong cái chợ nhân lực. Thì cái chợ nhân lực bây giờ thay đổi là nó chia thành hai nhánh. Đấy. Thì cái nhánh này là bonus token, nó cái nhánh này chính là chợ thực sự. Thì cái chợ này ví dụ như chúng ta bốc được 3 cái người chăn cừu thì nó sẽ lên 1 2 3 và chúng ta có thể mua được cái con rẻ nhất trước, sau đấy sẽ mua đắt hơn. Nếu nhân lực càng hiếm thì càng rẻ, thì càng hiếm càng đắt, và càng nhiều càng rẻ. Cái này nó khá là phổ thông ở trong xã hội hiện giờ. Ok. Và cái hình con chim này các bạn nhớ cho mình nhá. Cái hình con chim này chính là một cái điểm mà nó cực kỳ quan trọng trong cái phần sắp tới. Bởi vì cái game này nó sẽ xoay quanh cái hình con chim này rất là nhiều. Con chim này, những cái hình cái khối vàng này. Và tất nhiên là nhân lực mới sẽ có. Đấy là cái anh chăn cừu này. Không, anh này anh Shearer, anh xén lông cừu. Đấy, nhân lực mới chúng ta bao gồm nhá. Dàn cast mới. Đấy là chị này là Shepherd. Shepherd này là người chăn cừu này. Anh này thì anh vẫn là builder thôi, builder thông thường thôi. Và đây thì đây là thủy thủ sailor. Và cuối cùng đấy là Shearer, cái người mà xén lông cừu. Thì cái người xén lông cừu này nó sẽ có tác dụng riêng. Và cái phần chơi này của chúng ta nó sẽ xoay quanh cái anh xén lông cừu này khá là nhiều. Và đặc biệt lần này không có farmer các bạn, đừng cố đi tìm. Ok, thì vẫn như mọi khi truyền thống rồi, chúng ta vẫn có tất cả các cái board này và một số token để punch. Thì token lần này mình thấy là đấy, bắn thì vẫn ra vẫn dễ thôi. Nhưng mà đây không biết có phải là token, để cho mình nhìn, mình đưa các bạn nhìn rõ hơn. Thì đây không biết có phải là cái token phạt nhưng mà lại bây giờ chia ra không. Đấy. Và đây thì tất nhiên là cái token này dành cho tất cả những người chơi và mình sẽ phải bắn ra bình thường như này. Đấy. Bắn ra rất là dễ dàng các bạn. Một phát là đi luôn. Đấy. Khá là thoải mái. Cái cảm giác mà chắc là đa phần board gamer cảm thấy khoan khoái nhất chính là cảm giác punch này. Nhiều khi không có việc gì làm, mang mấy game mới ra punch cũng khá là vui. Đấy. Bởi vì tùy game thôi. Có game nó cũ ấy thì cái cách mà người ta làm token nó khá là cũ ấy. Bấm cái bảng ra thấy nhọc nhằn lắm. Nhưng mà cái game này thì thực ra mình khá là thích nhé. Ấn cái là thấy nó ra. Mà nó không có vướng mấy cái miếng bìa gì cả. Đây này, ấn ra khá là dễ dàng. Nhìn khá thoải mái. Ok, mình sẽ bỏ cái này ra một bên. Đó. Tiền thì như mọi khi. Đây, cái này thì là cái... Không biết các bạn nhìn có rõ không? Đây là mình điều chỉnh lại nhé. Đây, cái này là dành riêng cho cái người chăn cừu. Thì chúng ta lại bắt đầu mua cừu trong chợ giống như mua bò thôi. Thì cái này nó khá là quen thuộc rồi, mình sẽ không nói nhiều. Đấy, xong mình sẽ bỏ ra bên. Đấy, và punch hai cái token này. Thì như các bạn có thể nhìn thấy ấy, thì cái token này bây giờ nó là một đôi. Như các bạn có thể thấy là cái token exchange token này này, trước xưa giờ ấy, kể cả trong các cái bản cũ thì chúng ta cũng chỉ dùng nó là một cái đơn lẻ như này thôi đúng không? Thế nhưng mà bây giờ nó đã có hai phần. Camera nó làm sao? Sorry các bạn nhá, camera có hơi chút trục trặc. Không sao. Đấy, nó bây giờ nó đã có hai phần để ghép vào với nhau này. Thì là như ở trên này có gợi ý sẵn là chúng ta có thể bỏ đi được một lá bài một này, hoặc là một lá bài bất kỳ. Hai nữa là chúng ta có thể bỏ đi, chúng ta có thể nhận được thêm một cái token vàng này. Cái vàng này là một tài nguyên mới trong cái tựa game lần này. Ok. Đó thì những cái này mình sẽ bỏ qua một bên vì mình đã lý giải rồi. Mình sẽ không punch hết tất cả mọi thứ đâu. Ok. Và đây là những cái token dành cho nhiệm vụ mới này. Đây, 1, 2, 3, 4. Mình sẽ chỉ đi qua giải thích những cái gì là mới thôi nhé. Còn lại là game thì mình khuyến khích là các bạn nên tự đọc luật. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể recommend với Vũ, bảo là ôi giời, anh Jay ơi, anh làm thêm một cái video nữa để giới thiệu cái tựa game Great Western Trail New Zealand đi, em thích quá. Hoặc là mình thích quá, ok luôn. Đây, để tất cả các cái token mà để dành riêng cho các cái deck bài nhiệm vụ mới. Thì cái deck bài này là deck building nhé bạn. Thì cái yếu tố deck building là gì, xíu nữa mình sẽ mô tả kỹ càng các bạn sau. Còn đây là một loại nhân lực mới dành trong số các cái nhân công. Thì đây là Joker Thao. Thì cái nhân lực này được tính giá là, cái em gái này được tính giá tính là tất cả nhân lực của mình. Ví dụ như là mình muốn mà em này em là farmer thì là farmer, à nhầm không? cũng farm hôm này. Thì muốn là shepherd, người chăn cừu thì là người chăn cừu, mà muốn là thợ xây thì là thợ xây, muốn là thủy thủ thì là thủy thủ, hoặc là muốn là cái người xén lông thì là người xén lông. Cho nên đây cái nhân công này là một cái yếu tố hoàn toàn mới trong cái tựa game lần này. Ok, còn là đây các cái building, các cái tòa nhà của từng người chơi, của màu đỏ này, màu vàng, màu xanh này, trung lập này. Đó. Và đây thì các cái token kiểu đây là Harbor Master chứ không còn phải gọi là Train Master nữa. Đây Harbor Master token. Thì các cái token này nói chung là nó sẽ có lý giải đàng hoàng hết tất cả. Ui, đây vẫn còn rất là nhiều những cái nhiệm vụ phụ nữa mà mình chưa kịp punch hết luôn. Quá nhiều luôn. Cảm thấy khối lượng content lần này của tựa game khá là đồ sộ luôn các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta có gì? Đây, chúng ta có những cái... đây là cái bonus token mà mình có nói ở trên. Thì đây, bonus token, những cái token này nó sẽ tự đặt đây. Và tất nhiên là nó sẽ có một cái túi riêng. Mình nghĩ vậy thôi nhá, còn mình chưa chắc lắm nó có túi riêng hay không. Đây, tiếp theo nữa thì đây là một cái board riêng dành cho các cái nhà mà để chúng ta di chuyển thêm ở đây. Thì mình cũng chưa biết là lắp ở đâu, khả năng cao là lắp thôi kệ đi, chắc là mấy cái vị trí như này mình không chắc lắm. Đấy, nếu mà các bạn không nhìn thấy thì mình lắp ở đây. Rồi, thì vẫn như mọi khi các cái token này, các cái token hazard hay gọi là thiên tai. Rồi, đây là các cái nhân công mới. Thì mình để ý thấy là Plan B lần này họ làm cái thiết kế về màu sắc, cái graphic design của họ làm rất là tốt ấy. Mà thậm chí là giống như kiểu các cái nhân vật này nhìn rất là có hồn, màu sắc nó cũng khá là đối lập chứ nó không phải là nó bị một màu như cũ. Và nó khá là hợp với cái team lần này, nhìn tươi sáng kỳ luôn. Bởi vì nếu như bạn nào sẽ tới New Zealand thì các bạn biết đấy, cái vùng đấy nó khá là nhẹ nhàng, cái gì nó cũng rất là tươi sáng luôn. Còn là tất nhiên đi chơi thì mình nghĩ vậy thôi, chứ ở đấy mà sống lâu không biết nữa. Đây, tiếp theo là chúng ta có một cái player board. Player board thì vẫn như mọi khi, đây là các cái hành động phụ trợ của chúng ta để ở đây. Và cái điểm khác biệt đó là bây giờ ấy, thay vì như trước ở trong bản Argentina thì chúng ta vẫn còn có 6 nấc để đặt 6 cái nhân công của một hàng, thì bây giờ chúng ta chỉ còn 5 nấc thôi. Và như các bạn có thể thấy ở đây ấy, thì là farmer trước đây mà bây giờ được thay thế bằng sharer, cái người tỉa lông cừu ấy, người xén lông cừu ấy, thì hiện giờ là có một cái bảng rất là đầy đặn luôn. Chứ không phải là như trước nữa là farmer cũng chỉ giống như cướp ấy. Mà đây là một cái điểm khá là hay. Trên thực tế là trước đây mình chơi bản Argentina và mình cảm thấy không thích lắm với cái feel của game. Cảm giác game nó bị lắm điểm âm quá, nó bị trừ nhiều quá, cảm giác chơi không vui ấy. Và nó cũng có khá là nhiều thứ mới ngộp ấy. Chơi nó cảm giác nó quanh quẩn ấy. Mình không thích cái cảm giác như thế lắm. Và game khá là chậm ấy. Cái tiết tấu của game Argentina nó không nhanh như kiểu mình chơi Second Edition, cho nên là thật thì mình cũng không mê lắm. Ok, thì cách đặt tất cả các cái con employee hay là các cái con nhân công ở đây thì các bạn hầu như là đã biết hết rồi. Nó không khác gì những cái phiên bản trước. Ở đây thường là chúng ta sẽ đặt như thế này, đặt vào thế này thôi, và chúng ta hoàn toàn thể bắt đầu chơi. Nó là dạng như vậy thôi. Còn đây, cái này mình nghĩ là cái này nó để nối liền ấy. Thì cái phần này là nếu mà chơi với 2 người hay chơi với 3 người là ok. Chơi 2 người, chơi 3 người, chơi 4 người chẳng hạn. Thì cái này bây giờ tách riêng ra, chứ không phải là để liền với nhau như trước đây nữa. Mình cũng chẳng hiểu tại sao nó phải làm cầu kỳ và lằng nhằng như vậy. Plan B có một cái số nước đi cũng hơi kỳ quặc ở đây. Chắc là họ muốn tiết kiệm bìa của chỗ này để đắp sang chỗ khác, maybe. Và đây thì chúng ta sẽ có nâng cấp về cái số lượng lông có thể bán được của cừu. Thì ở đây là cộng 1 vĩnh viễn. Thì nếu mà chúng ta thường xuyên chơi cái Great Western Trail thì cũng khá giống như kiểu cái bảng mà cái bảng mà cộng cái bảng mà những cái điểm cộng bổ trợ ấy. Thì nếu mà những cái điểm bổ trợ này kia khi mà chúng ta bán cừu hay là bán bò như trước đây ấy, thì hiện giờ thì khi mà xén lông cừu thì chúng ta đã bán lấy tiền. Xén lông cừu bán lấy tiền thì như các bạn thấy ở đây thì là có thể cộng 1 vĩnh viễn này, cộng 2 vĩnh viễn này. Thì đây là cộng tổng của cái giá trị ở cừu thôi. Và ở dưới này là chỗ mà chúng ta đặt những cái chòi, những cái bốt, những cái trạm giao dịch. Đây. Thì nếu mà mỗi một lần mà gỡ cái này điểm này ra ấy, thì chúng ta sẽ được cộng thêm một cái bonus gì đấy khi ở giữa chẳng hạn. Như ở đây nếu mà chúng ta gỡ được một cái chốt đây thì chúng ta sẽ được cộng thêm để xem nào, không phải là 2 chốt đây chứ, thì chúng ta mới được cộng thêm một cái một cái mình tự nhiên mình quên mất cái từ đấy, thôi cứ gọi là một cái điểm bổ trợ đi. Còn đây nếu như chúng ta gỡ được 2 điểm đây chúng ta sẽ được 4 điểm cuối game này. Ở đây chúng ta sẽ được 2 cái token thay đổi này, 3 tiền này, 1 vàng này. Vàng thì ở đây chúng ta có một cái dãy về vàng luôn này. Đây là về cái điểm bổ trợ. Đấy. Rồi còn điểm bổ trợ đây thì chắc chúng ta sẽ phải bỏ 4 tiền ra để mà cộng. Mình nghĩ là cái bổ trợ trong game này nó sẽ không quá quan trọng đâu các bạn. Bởi vì cái việc mà deliver đấy thì mình không chắc là nó quan trọng quá. Và cái mà quan trọng hơn mà chúng ta chưa để ý đến đấy chính là cái track này. Cái track này chính là cái track khám phá. Những cái người chơi người ta khám phá New Zealand được kỹ bao nhiêu thì người ta sẽ được cộng điểm này. Ở đây là số x này tương ứng với số điểm này, và x này tương ứng với số tiền luôn này. Thì đây là ví dụ như là 16, mình đến cái track 16 này thì mình sẽ được 15 tiền. Và nếu như mình đến đây thêm thì cũng chỉ được thêm tiền thôi. Thì mình nghĩ là đi hết cái đoạn này ấy, nó mới quan trọng, chứ còn đi lên trên đến đây rồi thì thôi tốt nhất là bạn làm việc khác cho lành. Bởi vì ở trong này thì một số nhà, một số building sẽ đòi hỏi là bạn phải có cái điểm khám phá này, hay mình gọi đây là cái điểm chim đi. Thì điểm chim đây là 2 này, ở đâu đây là 7 điểm này, đây là 2 điểm bạn mới xây ở nhà ở đây này. 7 điểm ấy, xây được cái chỗ ở đây cực kỳ khó luôn. Còn đây 4 điểm chim xây được nhà ở đây, 2 điểm chim xây cái nhà ở đây. Thì là 4 điểm chim mà 2 vàng. Nghe thấy tốn vàng là thấy không vui à? Để tiếp nhé. Thôi mấy cái này mình cứ bỏ sang bên đã. À. Mình đang rất là mong ngóng cái cọc bài của game. Bởi vì nghe nói là game này là một game deck building cơ, chứ không phải là cái game kiểu Great Western Trail bình thường thì chúng ta thường chơi nữa. Đấy. Thì đây vẫn như mọi khi, đây là cái phần chơi solo ở game, cái bảng chơi solo của máy. Mình sẽ bỏ sang bên. Hầu như mấy cái bảng chơi solo của máy, bạn biết mình làm gì không? Mình cho nó ra một góc. Tại mình chả bao giờ chơi solo. Mình rủ mọi người đến chơi thôi chứ chơi solo chơi làm gì. Ok, A và B. Nhìn thôi là biết là A là cái gì, B là cái gì rồi. Ok. Mình nghĩ đơn giản nó không phải là kiểu cái punch đằng sau đâu. Đâu, xem nào. Thiếu một C nhá. Đây, A, B, B, C, C. Thì B lần này rất là rõ ràng luôn. B lần này chính là bonus token. Và A lần này chính là employee ở đây. Và tất cả các cái town này. Ok, giờ game làm gọn quá. Gọn đến mức không ngờ luôn. Gọn quá này không biết chơi nào. Mình có hy vọng là sau một bản Argentina khá là tù túng thì Plan B sẽ đem tới một cái làn gió mới cho những người hâm mộ Great Western Trail. Bởi vì đây cũng chính là phiên bản cuối cùng rồi. Vì họ hứa là đây chỉ là một cái trilogy mà họ đã ra từ năm 2021, 2022 và 2023 thôi. Ok, đây thì vẫn là các cái lá bài solo với máy. Thì bạn nào thích thì có thể nghiên cứu kỹ hơn. Chứ còn mình thì thực ra là cái module này mình chẳng bao giờ dùng cả. Ok. Đây là các cái lá bài nhiệm vụ. của cái phần Great Western Trail này. Đây là cần phải có một queue 2, queue 3 này thì được 2 điểm mà. Nếu có cả nhà này nữa thì là được tổng là 4 điểm, không bị trừ 4 điểm. Đánh luôn xuống thì được cộng 4 tiền. Ok, cũng tạm tạm. Ok, mình thấy cái này hay này, cái này là cộng cái này là phải có 3 chim mà, 3 điểm chim. Hồng mình thấy cũng 4 tiền thôi mà. 3 điểm chim đặt một chốt giao thương. Không ngon lắm. Mỗi 4 tiền không làm được có bị trừ 4 điểm. Rất không ngon. Ok. Có một phà. Phà này là phà không điểm nhé. Và hai cái chốt giao thương làm được cộng 4 điểm. Và đánh xuống thì được cộng 4 tiền. Vậy vậy à? Ok, cái này nhìn nó hấp dẫn hơn. Nếu như bạn có hai anh xén lông 6 điểm 6 điểm khám phá thì bạn sẽ được di chuyển tàu 2 bước tiến hoặc lùi. Không, thế cũng không ngon lắm. Hay là nhiệm vụ bây giờ nó bắt đầu khó hơn nhỉ? Ok, đây là bạn phải có một con cừu đỏ 2 hoặc là một con cừu vàng 3. Những cái con cừu này nó sẽ có 2 điểm. Và bạn sẽ phải xây 2 nhà thì bạn sẽ được 3 điểm. Không ngon, chê. Ok, cái này hợp lý đấy. Xây một nhà deliver một lần ở cái Wellington, nhưng mà cái chốt số 13 này hơi to nhưng mà chắc là dễ làm. Chắc là cũng được. Ui, này khó hơn này. Một con cừu 4 hoặc một con cừu 2 được 3 hoặc 4 điểm. Và deliver Wellington cũng khó. Cái này rất là dễ này. Dễ chứ không phải là dễ deliver Wellington thôi, nhưng mà ý là dễ kiếm cái hazard này. Ok, hazard tiếp Wellington. Và đây là một nhà có level 2. Nhà level 2 này đơn giản là nhà cần 2 builder xây ấy bạn, và 2 cái bốt giao thương cũng được, nhưng mà thưởng bèo quá. Ok, nhà level 4 và một cái hazard thưởng có 2 bước bèo. Quá bèo. Ok, tiếp theo nào. Cái này cộng 2 certificate, 2 chứng chỉ tạm thời. À, mình nhớ rồi, cái từ đấy gọi là chứng chỉ tạm thời đúng không? Ok, bạn phải có 2 anh thợ xén cộng với một nhà. Cũng tạm tạm. Ok, 4 tiền, 1 hazard và 3 cái bốt đau thương cũng tạm tạm. Ô, cái này khó lắm này. Xây một nhà và phải được 8 chim. Ý là điểm khám phá là 8 thì mới được di chuyển là 2 bước tàu. Ui sao mà khoai thế. Đây, 5 chim, 2 bốt cũng khoai. Cái cừu này thì còn đỡ đỡ này. Chắc là ai đấy sẽ không. Nhưng mà thực ra mình nghĩ là cái second edition ấy, cái bản đầu tiên ấy thì các bạn còn có thể chơi all in vào cowboy ấy. Chứ còn với một người mà chơi khá là dày dặn kinh nghiệm như mình ấy, thì mình thấy là cái trò all in vào cowboy ấy, nó cũng không phải là hay lắm. Ra là mình cũng thi thoảng mình có chơi cowboy nhưng mà không phải là all in. Mình chơi theo tình huống. Đấy, như các bạn biết đấy, là mình kiểu cũng là một trong số mấy cái người mà thường xuyên chơi và thường xuyên có mặt trong top của Great Western Trail trên Board Game Arena ấy. Thì lời khuyên của mình ấy là bạn đừng chơi thiên về một con gì cả. Ví dụ như là nhiều người người ta chơi thiên về cowboy, nhiều người ta chơi thiên về builder hay là engineer. Thì theo mình nghĩ ấy, là để mà có một cái xuất phát điểm tốt ấy, thì các bạn nên chơi bắt đầu một con giống như kiểu gọi là engineer này hoặc là builder này. Sau đấy thì lên đến khoảng tầm 4 này, xong mình thải bớt đi. Mình chinh phục được một số các cái mục tiêu lớn. Ví dụ như kiểu gọi là mình kiếm được một vài cái station master ấy, tức là kiếm được một vài cái trạm tàu ấy. Mình có được một cái khởi đầu tốt này, xây được một vài cái nhà ngon như kiểu nhà 10B, 10A gì đấy. Thế xong sau đấy thì mình cứ thế mình tiến lên thôi. Có thể cũng bán bớt hoặc là dùng bớt builder và engineer đi. Còn là cowboy cảm giác là đến cuối game chơi thì hợp lý hơn. Đầu game mà chơi cowboy cảm giác tù túng, tiền đâu ra mà dùng. Ok, tiếp theo chúng ta có trồng bài bò. Trồng bài này nhìn nó thấy sướng không bạn? Đấy, bài nhìn đẹp ghê không? Đây là bài bò Ryland. Ryland này thì thực ra là nhiều điểm nhá, 4 điểm này. Nhưng mà tức là nó có give and take, bạn sẽ có được cái này mất cái kia. Bây giờ bạn nhìn này, cái điểm mà giao cừu này nó rất là cao, nó rất là thấp, nhưng mà tuy nhiên là cái điểm này để xén lông nó rất là cao. Vậy chúng ta có cái gì? Cái game này ấy, nó sẽ xoay quanh cái việc đấy là bạn sẽ phải xén lông cừu, chứ không phải là bạn đi cho nó đi bán như mọi khi. Chúng ta bán bò. Thì cái điểm 5 này nó sẽ cộng dồn đến một số các cái điểm khác, bởi vì tất cả các con cừu đều có cái số điểm lông này. Thì cái điểm này gọi là điểm lông nhé, điểm wool nhé. Thì khi mà chúng ta có thợ xén, chúng ta sẽ được cộng tổng bò vào và để xén ở chỗ nào đó để cộng lấy tiền, và sau đó đem đi giao ở các cái chốt giao thương. Thì đây là bò Ryland, cừu Ryland. Ok, Corriedale. Corriedale này thì có khả năng, chắc là gọi là cái gì nhỉ? Cho thịt tốt à? Hay là khả năng phối giống tốt, nhưng mà tuy nhiên thì rất ít lông, đúng không? 2 điểm. Thì mình nói rồi mà, mấy con cừu này được cái này mất cái kia. Cừu Romney, màu hồng tím mộng mơ. Ok, cái con cừu này thì cũng giống như con Corriedale. Đấy là nó... Ok, mình cũng đồng ý thôi, bởi vì đây 3 điểm vận chuyển, 3 điểm lông và 1 điểm cuối game của cái chú cừu này. Thì hoàn toàn đồng ý, bởi vì làm sao mà một chú cừu có thể có được tất cả mọi thứ vậy, đúng không? Vừa mạnh lại vừa nhiều điểm, thế thì khó quá. Khó quá bỏ qua. Ok. Rồi Hampshire. Hampshire này nó ngược lại với những cái chú kia, được 3 điểm, vận chuyển tốt, nhưng mà tuy nhiên cho rất là ít lông. Rồi, design đẹp lắm luôn các bạn. Suffolk. Thì Suffolk này Suffolk thì là sẽ cho chúng ta 6 điểm vận chuyển. Đây giống như kiểu cái con bò 5 mà chúng ta hay mua ấy các bạn. Thì đấy, được 7 điểm và chỉ cho 3 lông. Không biết là lông ở đây cao nhất là mấy nhỉ? 4 nhỉ? 5 bạn ạ. Thế thì thực ra là con này mua cũng được, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mua cái con kia thì ngon hơn. Ok, và đây là trồng bài bonus. Thì bonus set này sẽ bao gồm là đây, nếu mà chúng ta đánh xuống thì chúng ta sẽ ngay lập tức cái cách đánh của cái trồng bài này sẽ như thế này nhá. Đấy là chúng ta sẽ ngay lập tức đánh cái lá này xuống, và sau đó chúng ta sẽ bốc một lá mới lên tay. Thì cái lá này sẽ được đánh ở cái phase gọi là B thôi, tức là khi chúng ta đang di chuyển nhé, thì chúng ta sẽ được đánh lá bài này xuống. Và khi đánh lá bài này xuống thì chúng ta sẽ được cái bonus ghi ở dưới này. Đây là một cái khám phá. Thì mình sẽ được tăng một vạch lên, ví dụ như đây mình ví dụ đây, mình đang 0, mình sẽ lên 1, kiểu vậy. Mà tuy nhiên thì lá này đánh xuống, thì sau đó chúng ta sẽ bốc một lá mới trong chồng bài lên. Và bạn có thể đánh liên tục, liên hoàn như vậy. Cho nên tại sao nó gọi là deck building game là như này. Đấy là nếu như mà trước khi bạn đến cái phase C, tức là phase cuối, đấy là bạn thực hiện hành động của các cái nhà ấy, thì bạn sẽ không được đánh bài như thế này nữa, hoặc là bạn hết lá bài deck building để đánh. Thì cái này nó gọi là những cái lá bài bonus và deck building riêng của cái game lần này. Đây là cái điểm rất là khác biệt về New Zealand. Đó. Và chúng ta có thêm gì? Ôi cái kia mình phải thấy con chó bạn. Nhưng mà thôi, để xem unbox tiếp chồng bài này xem. Tiếp là Merino. Merino phải kem không? 2 điểm. Không, đây là Merino này là của người chơi rồi bạn ơi. Thì nói chung là cừu này cũng là cừu của người chơi ấy. Thì nó sẽ được chia ra theo set như thế này. Chẳng hạn như đây là 3 cừu trắng này của người chơi đỏ này, 3 cừu trắng của người chơi xanh này, 3 con trắng của người chơi vàng này, 3 con trắng của người chơi màu trắng này. Đấy. Và đây là Shropshire. 5 con thì phải, 5 con giống như kiểu cái con bò 1 ấy. Ok, đúng 5 con của người chơi đỏ, 5 con của người chơi xanh, và 5 con của người chơi vàng, 5 con của người chơi màu trắng. Sound down. Con này nhìn tú nhỉ. Nó có một điểm tơ, một điểm lông này. Hình như con nào một điểm lông nhé. Không, có con vàng, con trắng này thì nó được 3 điểm lông các bạn. Ok, con này được 1 điểm lông này. Ok, mình lại 3 con của người chơi màu đỏ, 3 con của xanh, 3 con của vàng, 3 con của trắng. Và English Leicester của con này khá là cân bằng. Đây, được 2 điểm lông. Cũng ok. Mình lại bắt đầu chia tiếp. Hãy chia 3 mọi thứ. Ôi xin lỗi, cái này chia nhầm. Đó. Và cuối cùng là Lincoln. Lincoln có vẻ khá là giống với cái con lúc nãy mình nhặt. Đấy là con gì nhỉ? Con Ryland. Nhưng mà Ryland nó được nhiều điểm hơn và cũng được nhiều điểm lông hơn. Thì Ryland được 5 điểm lông cơ. Con Lincoln được 4 điểm lông và 2 điểm thường, 2 điểm cuối game. Cũng khá ok. Mình thì không biết cái giá bán của bọn này nào thôi. Chắc là giá bán nó sẽ hợp lý. Ok. Và đây, các bạn có thể thấy là cái chồng bài cuối này chắc chắn là một chồng bài bonus tiếp theo nữa. Có chú chó mà kiểu chăn cừu rất là dễ thương. Ok. Wow. Bài lần này rất là đẹp, rất là xịn sò, sờ rất sướng nhé. Đây, các bạn có thể thấy đây, một chú chó chăn cừu không tên. Mình không dành về chó lắm, mình là người thích mèo. Nhưng mà thôi, cái chú chó này thì bạn nào bảo là gì thì là thôi chứ. Mình nghĩ chắc không phải là husky. Ok. Thì cái hiệu ứng của cái lá bài này nó rất là đơn giản. Nếu bạn đánh xuống, bạn đã cộng một cái chứng nhận tạm thời, cộng 1 luôn. Rất là thoải mái. Và sau đấy thì bạn tiếp tục đánh lá khác. Thì mình nghĩ là không biết là có phải cho cùng một cái chồng này không. Rồi, cái lá phà fairy rất là đẹp nhá. Lá này có hiệu ứng rất đơn giản. Tất nhiên là không điểm thì các bạn biết hết rồi. Nhưng mà bên dưới là chúng ta đánh xuống được 2 tiền. Khá đơn giản. Rồi. Vậy còn gì nữa? Ok. Tiếp theo mình cũng đang chưa biết tại sao đánh dấu sao đây nhá. Cũng là phà thôi, ferry thôi đúng không? Nhưng mà bên dưới này chúng ta có một cái dấu sao nho nhỏ ở đây này. Và lá này được 1 điểm. Thì mỗi một nhiệm vụ mà chúng ta đã hoàn thành được rồi, chúng ta sẽ được 1 đồng thêm khi chúng ta đánh lá bài này xuống. Cũng khá là ok với những người mà kiểu có cái chiến thuật đi cày nhiệm vụ ấy. Và đây lại là một lá hình sao nữa. Thì mình không biết được là nó có để các cái deck khác nhau không. Nhưng mà đây thì lá hình sao này chúng ta sẽ được 1 điểm với lá này ở cuối game. Và khi đánh lá này xuống chúng ta sẽ được 1 đồng cũng như là một con vẹt này. Chắc đây là vẹt nhé. Thôi mình gọi là chim đi. Rồi, một chim. Khá tiện. Những cái lá này thực ra mình cảm giác là nó cực kỳ mạnh luôn. Và đây tiếp theo là Border Leicester. Thì Border Leicester nhìn cũng phèn phèn, chẳng qua nó màu vàng ấy. Đấy. Nó được 3 điểm deliver, 3 điểm vận chuyển, 2 điểm lông và chỉ được 1 điểm cuối game. Nó cũng có một dấu sao này và một số 3 bên này. Lúc nào đấy mình sẽ xem thật là kỹ luật. Sau đó thì nếu mà các bạn muốn thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn. Thì các bạn sẽ được biết được những cái ký hiệu đấy là gì. Rồi. Ôi. Hoang. Rồi mình có nên đưa ở đây không? Tôi cứ đưa tạm vào đi, xem nào. Và đây người chăn. Người chăn. Thì cái lá này. Ôi cái này là cái gì vậy? Không rõ nữa. Nhìn lạ quá. A lớn hơn B là sao trời? Không biết lúc nào phải đọc về cái lá này cái được. Hay là lá này là lá trong solo. Đây cũng là A là hơn B này. Không biết là cái gì luôn. Đây một lá khác thì cũng cho phép di chuyển tàu 3 nấc này, 3 bước này. rồi là cho chúng ta đặt một cái bốt giao thương. Rồi đây là cái trại chả, cái ký hiệu này mình không hiểu luôn. Và đây Hubred. Hubred thì mình thấy có vẻ khá là mạnh nhá, nhưng mà tuy nhiên thì điểm cuối game nó có là 1 thôi, còn lại điểm vận chuyển và điểm điểm lông của nó cũng khá ổn. Thì các bạn có thể suy nghĩ về việc mua con bò này, à nhầm, con cừu này. Đấy, tại cứ lậm chơi chăn bò quá nên bây giờ là cái gì cũng kêu bò, không biết được luôn. Đó. Cuối cùng chúng ta sẽ có là những cái component như mọi khi. Ôi, các bạn đợi mình chút nhé, mình cho mấy cái lá bài này vào cái, thế lộn xộn, cho gọn gọn. Ok, có một số cái mình cũng chả chắc nữa. Rồi, đây một số component cuối cùng trong hộp này. Vẫn như mọi khi chúng ta có bố đanh cao bồi, mấy cái mũ của các ảnh theo 4 màu, các cái disc. Và đây là mấy cái marker để mình mấy cái marker về vàng với lại mấy cái marker về chứng nhận tạm thời, chứng chỉ tạm thời. Rồi. Và đây là mấy con tàu của chúng ta, con thuyền nhé, nói thuyền thì cho nó đỡ lẫn. Đây là các cái bốt giao thương. Ok. Game này thì nó sẽ vẫn như mọi khi, đấy chúng ta sẽ có một cái cuốn sổ điểm ở đây, sổ tính điểm. Thì cái sổ tính điểm Great Western Trail Second Edition bọn mình dùng gần hết rồi, nhưng mà rất tiếc là không thể dùng cái này được. Thì cách tính điểm thì nó cũng gần như là tương tự, trừ một số thứ thôi. Thì cái bonus size mình giới thiệu rồi, các bạn biết được là nó nằm ở đây rồi. Thì những cái điểm này ấy, khi mà các bạn nhận về là các bạn sẽ lấy luôn. Đấy. Và một số cái đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua một số cái building trước khi chúng ta kết thúc cái số unbox lần này. Thì đây neutral building lần này rất là dễ nhé. Như kiểu cái nhà A này ấy, thì chúng ta sẽ bỏ 2 lá bài cừu giống nhau để nhận 2 tiền. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu là đi thuê nhân công. Thì nhân công thứ nhất chúng ta thuê sẽ có giá bình thường, nhân công thứ hai chúng ta thuê sẽ có giá mà cộng thêm 3 đồng, tức là đắt hơn 3 đấy. Vẫn như mọi khi. Rồi tiếp theo ở đây thì cái tòa saloon này, saloon phải saloon không? Nhìn giống saloon lắm. Đây thì chúng ta sẽ có 1 vàng, 2 hành động phụ trợ và được nhận 1 bonus tile. Bonus tile là cái này, B bonus tile, với giá là 0 đồng, hoặc là cái giá của nó là hiện giờ nó tức là giá không đổi đấy. Đây ví dụ như ở dưới này nó sẽ có giá là 7 này, 6 này, 8 này, 5 này và nhiều hơn thế. Thì bonus tile rất là đắt đấy các bạn. Tiếp theo nữa thì cũng giống như đi thuê nhân công thì chúng ta có 2 hành động bổ trợ ở đây, lấy 1 bonus tile với giá không đổi và 1 bonus tile nữa với giá thêm 3, đắt hơn. Rồi tiếp theo nữa là đi xén lông cừu. Thì lông cừu ở đây thì với mỗi một cái anh xén lông đấy thì chúng ta sẽ được rút 1 lá bỏ đi cho đến khi có những lá ưng ý. Thì chúng ta thể rút số lá tương ứng với cái số anh xén lông cừu đấy để bỏ đi, và sau đó thì cộng tổng số lông, cộng tổng điểm lông lại và lấy tiền. Sau đó chúng ta được thực hiện thêm một hành động phụ trợ nữa, khá là nhiều. Còn đây tương ứng với số sailor, những cái số thủy thủ mà chúng ta có thì chúng ta có thể di tàu 1 bước hoặc là di tàu chỉ 1 bước thôi. Và đây là được làm thêm một hành động phụ trợ nữa. Còn ở đây với số lượng di tàu thì chúng ta có thể di 2 lần, tương ứng với số thủy thủ mà chúng ta có, khá là nhiều thứ. Ở đây thì với cái building này thì chúng ta có thể là gọi là tăng 2 điểm khám phá hoặc lấy một nhiệm vụ và được di chuyển tàu của mình theo số thủy thủ mình có, theo số bước, theo thủy thủ mình có. Tiếp theo đây thì chúng ta có thể di chuyển cái khám phá 2 bước, sau đó là được thực hiện một hành động phụ trợ hoặc được nhận một nhiệm vụ. Cái này thì khá là dễ rồi. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ bỏ một lá bài cừu xanh lá để lấy 2 tiền. Và sau đó thì chúng ta có thể xây nhà với giá mỗi nhân công thì 2 đồng, thì tùy theo level của nhà. Ok, và đến đây thì chúng ta có thể bỏ một lá cừu đen để lấy 3 tiền, sau đó bắt đầu mua cừu trong chợ cừu. Còn ở đây thì chúng ta có thể tính được số lượng lông cừu này cộng thêm với cái số lông mà chúng ta có sẵn. Sau đấy thì được lấy một lá bonus sao với giá không đổi, và sau đó có thể là gỡ một cái hazard với giá là 5 đồng. Đó. Ở đây thì dễ rồi. 2 hành động phụ trợ hoặc lấy một nhiệm vụ bổ trợ hoặc lấy một nhiệm vụ, sau đó thì gỡ một cái hazard với giá 5 đồng. Nó khá là đơn giản. Đó. Thì sơ sơ mình có thể hướng dẫn các bạn đến đây. Còn lại là kỹ càng hơn thì hẹn gặp các bạn ở trong cái số mà khi mình quyết định làm cái hướng dẫn game này. Và đó là tất cả những gì mà bọn mình muốn mang tới cho các bạn trong số unbox lần này về tựa game Great Western Trail New Zealand. Thì nếu như các bạn có bất cứ một cái thắc mắc hay yêu cầu nào cần được giải đáp thì là các bạn cứ comment phía dưới để chúng mình có thể ngay lập tức giải đáp cho các bạn nhé. Cũng như là nếu các bạn có cái ý kiến đóng góp gì đó thì bọn mình cũng sẽ rất là sẵn lòng lắng nghe. Một lần nữa thì mình muốn thay mặt anh em Tới Lượt Tui trân trọng cảm ơn anh Lê Duy Anh vì đã tài trợ cho bọn mình cái tựa game Great Western Trail này. Thì bọn em trân trọng cảm ơn anh. Mặc dù là bình thường ở ngoài thì các anh em chơi với nhau rất là thân thiết, nhưng mà mình vẫn nghĩ là bọn mình vẫn nên có lời cảm ơn anh cho nó thực sự là trang trọng hơn một chút. Đó. Thì nếu như mà được ấy, thì mình mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ channel của bọn mình trong tương lai để channel sớm phát triển và có thêm nhiều tựa game hay ho hơn để mình mang tới cho các bạn. Đó. See ya. Rồi, hết video rồi đó. Biết làm gì không nào mấy bạn? Nhớ bấm like, share cho video của tôi nha. Nhấn nút đăng ký và nút chuông nhỏ nhỏ nếu là người chơi mới. Còn bây giờ thì bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.